Từ đây này, song song với đường tiện giảm nhé, nhớ là có điểm song song với đường tiện giảm. Kéo thẳng xuống để cho nó song song đường tiện giảm. Đến cuối chúng ta sẽ sang trái để cong tròn. Như vậy là nét thứ nhất, như vậy. Nét thứ hai thì chúng ta chú ý cái điểm trường này. Nó giống cái điểm này phải không ạ? Giữa chiều cao của chữ tức là 3/4 ô thứ hai từ đỉnh trên xuống, chúng ta sẽ bắt đầu nét cong từ đây, chạm xuống dưới này, qua điểm cắt của hai đường kẻ lên trên này nửa ô, tức là cao 2.5 ô sang bên này. Chúng ta thấy từ đây lên đây sang đây là một đường cong, đỉnh của nó là cùng với đường kẻ đi xuống, thì cái phần này tức là cái điểm của nét, điểm bắt đầu của nét thứ nhất, nó sẽ vượt ra ngoài đường cong. Chúng ta quan sát cong xuống 3/4 ô thứ hai lên trên sang bên phải, chúng ta thấy nó trô ra chưa, trô ra ngoài. Cái phần bên cong bên phải xuống dưới này thì chúng ta đặc biệt chú ý là cong cao hơn ở bên trái, rồi điểm dừng thấp hơn. Đấy là những cái điểm chú ý rất đặc biệt, là nó không chạm đến đây nữa, bên này chạm đến nhưng bên này cao hơn, để cho cái chữ này nó hướng phía lên trên. Còn nếu chúng ta làm mà nó dốc xuống như thế này, đúng không ạ? Chúng ta cong hai bên bằng nhau, thậm chí bên này thấp hơn, thì chúng ta nhìn thấy cái đầu nó bị đâm xuống. Ở đây là đầu nó phải hướng lên. Bây giờ chúng ta sẽ viết chữ này để